Dậy sớm rồi thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi làm việc đồng án hôm nay hả? Quang vừa mơ được giấc mơ, đó chính là cây cà rốt dài nửa mét. Bây giờ anh, tao nghe mày nói cái gì, mày mơ gì vậy? Tao mới mơ được cây cà rốt dài nửa mét mày. Mày mơ đó chính là bắt một đàn heo về, chúng ta sẽ làm một cái nồi súp heo khổng lồ. Mày không mong mới sáng sớm tao nhốt mày vô cái củi đi liền á. Mày chui nhà này nhanh lên, mày chui vô đây, mày chui vô trong nhà này nhanh lên. Khi mẹ sao mày chui thử được? Coi bắt chồng lọt vô được mà, mày đào cái lỗ rồi là được gì đâu. Rồi mày đã ở trong cái củi, tao tán mày. Rồi sao mày gá, rồi sao mày gá, đào lỗ chung mày ra thôi gì đâu. Oh yeah, nhốt mày trong đây luôn con ơi, mày đào cục đất nửa tiếng cũng không bực bể đâu. Mày định gì vậy? Đang chung cửa sổ à? Ê mày làm gì vậy mày? Trời ơi, mày trơn trạc, mày lấy rìu, mày chui ra cái lỗ, mày lấy rìu, mày trơn trạc, mày tổng sức, giết mày luôn. Leo, ai mượn, con người không có rìu, không có cuốc gì hết, bà đặt làm đồng án. Ồ, cà rốt đâu ta, không có trái cà rốt nào hết gì trời. Giả tạo không? Giả tạo gì mày? Ta là để thu hoạch thôi chứ tao làm cái gì? Trời, khoai tây đây đầy đủ rồi, bắt người tao phải làm. Quanh. Củ cà rốt. Quanh. Quanh cái gì mà quanh? Cà rốt nè. Không cần, tao hơi bị nhiều cà rốt luôn. À hả? Chồng lại chứ đã. Bây giờ ha, sẽ đi bắt một bầy heo về muốn có thích súp heo quay ăn mọi người ạ. Thôi, đi làm bầy heo mùa dịch này đói tới nơi rồi mọi người ạ. Đi làm một bầy súp heo ăn mới được, đi kiếm mấy con heo về nuôi mới được chứ. Bây giờ sẽ làm một cái chuột. À, mà thấy một con heo ở trong kia rồi. Mày chạy đi đâu hả con trai? Thời buổi khó khăn, tình hình khó kiếm, cái lộn tiền bạc khó kiếm. Bây giờ bắt con heo về dễ kiếm. Anh cách cửa hơn kỳ của Doraemon nè. Đâu? Thôi nè, mày bước qua cánh cửa này là sẽ xem một thế giới mới rồi. Đâu mày đặt coi coi. Thôi bước qua. Thằng nhân làng nó bước đầu tiên rồi, có gì đâu mày lừa tao hả? Ông nhân làng đi ra coi quanh bước qua kìa. Đó, thấy thế giới mới chưa? Thấy tắm trên trời chưa? Ôi, thế giới mới thiệt chứ. Mới cái đầu của mày luôn. Tao thấy cái đầu của mày mới luôn. Tao đập cho cái... Tao tán cho mày thấy cái thế giới mới luôn. Là mày muốn không? Mày muốn không? Mày sáng sớm, mày khùng hết á. Thôi được rồi, tao mơ về ổ bánh mì Doraemon. Không biết thật không, để giờ tao làm ổ bánh mì của Doraemon. Quên chứ, đi giờ sẽ làm cánh cổng thần kỳ. Ở lộn, làm cánh cổng nhốt mấy con làm nhốt mấy con lại, mấy con heo mọi người ạ. Ơ? Mày mấy gà nè. Chết rồi. Trời ơi, 16 cái trứng được. Ôi, sao không chết được cái fan ta? Ơi lộn, fan tới 4 cục lượng, trời ơi. Ê mà chết rồi, mình làm cái này sao mình làm được cái fan trời. No. Mấy con trai dân làng mệt ghê, ngày nào cũng bu nhà tôi tụ tập dân làng, đèn đấm dân làng ở trong đây hả? Rảnh rơi lắm mọi người ạ. Không bao giờ đi farm đâu mọi người. Dân làng của người ta hả, farm thấy mồ luôn. Dân làng của mình hả, nó chỉ tụ tập ăn chơi thôi. Luôn, kiếm con hiểu vậy á. Ê, mày đừng có đụng vô cái rương của tao nha. Tao cầm cái cây tao tọc cho con mắt của mày nha mày. Nghe mày. Tụ hút dữ, người gì đâu. Đi ra chỗ khác. Được lắm. Khi tao giàu rồi thì mày sẽ đợi đấy. Ôi, tao đợi tới sang năm luôn á. Chưa thấy mày giàu nữa. Nhà tao kim cương nhiều lắm, nhưng mà tao bãi kim cương ra. Thôi, được rồi. Thôi, rồi đi bắt heo. Ê, chú heo con nhỏ. Đi vô đây. Cuộc đời của con sẽ được lên thương hay là xuống chó là con nhờ vào cái chuột của này nha. Rồi, yên tâm đi. Anh sẽ đối xử tốt với con. Con sẽ lên được một cái gọi là cái nồi heo quay xịn sò, rồi cho một trái cà rốt vào lô đít. Mày cho, mày nói tao đã mày nhét vào heo mà. Rồi ok, một đứa nó bị mắc cao ơi, luôn rồi. Heo là quanh cho con heo vô nồi heo quay. Đâu, để thấy một con ở đây nữa rồi, heo ơi, kìa chú heo con nho nhỏ, có cái đùi thơm lừng. Đâu rồi, nè, thấy một con heo trong rừng mà. Trời ơi, dạo này hả, heo khan hiếm mất con núp ăn thịt heo. À, hình như trên tay của mình đang cầm miếng bít tết nè. Ủa, bít tết là thịt bò mà. Quán. Cái gì? Tao cục thịt heo đi, tao đi vụ heo cho. Ủa, con heo nó ăn thịt heo hả, mày sao mày quên lộn, cho tao một củ cải cà đó đi. Khoai tây nè, con heo nó cũng ăn khoai tây nè. Thôi mày lấy khoai tây đi.
sao không thấy con heo nào cả nhỉ? Sao thấy có một con ấy, một con thì không ổn đâu mọi người ạ. Một con thì nó chỉ có được ngoài sau lưng nhà tao hay có heo mà. Tao heo đâu đó. Mày kêu nhà mày có heo đâu, thấy thấy nào đâu. Thấy toàn gà không à. Cù quá trời cù. Bắt cù làm gì, nó ngán hết cù lắm rồi. Tao nên cho ăn thịt heo thôi, thịt cừu ăn hoài bị cút. Nói có hè này mỗi lần có heo nhiều rồi. Chết rồi, cả thế giới giờ còn một con heo cuối cùng mọi người ơi. Tiêu rồi. Ồ quá, đâu rồi, tao ăn hù. Cả thế giới có một con heo tiêu tục rồi, vậy là chúng ta hết được ăn thịt heo rồi. Hình như bệnh, hình như bệnh dịch quá nhiều rồi mọi người ơi. Hình như con heo cuối cùng cũng tuyệt chủng rồi. Con lúc nó ăn thịt heo quá nhiều, con cả con bò cũng không thấy đâu cả. Một đàn gà ăn thịt gà tới cút luôn. Chết rồi. Không có thịt heo. Tiêu rồi. Nồi hầm thịt heo của mình chẳng lẽ còn một mày, con cuối cùng. Đâu hồi tao kiếm được con heo tao út nè. Tiêu rồi mọi người ơi. Thịt heo, nồi thịt heo quay của anh đâu rồi. Bây giờ không có thịt heo sao mà sống. Thiếu một hương vị trong cuộc sống là sao mà đủ được đúng không. Thôi bây giờ mình hãy thấy chưa, cả thế giới nếu mình chạy gần nửa tiếng đồng hồ chỉ có củ potato này làm bụng mình đói no lên thôi, chứ mình không thấy con heo nào cả. Hình như ba chú heo con dắt nhau vô rừng ở rồi. Bị mày không thấy heo thiệt luôn mày ơi. Chưa, cả thế giới này đã bị mất tích bởi loài heo rồi. Còn một con sao có thể nhân bản nó được. Rồi luôn, xong luôn mọi người à, một thế giới dài thật là dài luôn. Nhưng mày đang đâu á? Tao đi đường tao chạy ra gần bờ biển rồi mà tao vẫn chưa thấy con heo nào cả. Ủa kỳ mày. À, may quá, đàn heo cuối cùng của thế giới. Trời ơi, xém lọt lỗ. Bầy heo cuối cùng rồi. Được rồi, bọn con sẽ được về. Ê, đi về. Đó. Bầy heo cuối cùng của nhân loại mọi người ạ. À. Bức tường thành đã đóng cửa. Nên thành ra là chúng ta chỉ còn bầy heo cuối cùng thôi. Đi về đây con ơi. Anh sẽ hứa là sẽ chăm sóc các con bằng điều kiện tốt nhất. Thôi đi về nè. Điều kiện tốt nhất là lửa trong nồi hả mày? Các con sẽ được vô một cái nồi ấm cúng bốn đứa luôn. Ở dưới có đó là cái lửa. Gì vậy trời, nó nghe sao chạy luôn. Đây. Không thèm tin những lời bịp bợm của mày. Tại nó có bịp đâu. Toàn lời nói thật không, các con sẽ được ấm cúng trong một cái nồi cùng nhau. Ê, đi đâu vậy con kia? Nhanh lên, đi về. Ok chưa. Đây nè, chúng ta đi từ từ rồi. Ăn miếng thịt đã, quên, mới ăn thịt bò, không phải thịt heo đâu nhá. Rồi, đây, đi theo, đi về. Nhanh lên, đi về nào. Nấp mày làm cái trò gì mà con heo nó chạy theo mày vậy? Tao có cây cà rốt mà. Trời ơi, cái con này nó đi câu lùm cà rốt, đi câu heo đó mọi người. Mày trả mấy con heo của tao coi. Tao chạy, tao dắt gần nửa tiếng đồng hồ nó mới về tới đây. Ê, heo này mình cưỡi được không mày? Mày phải có yên kìa mới cưỡi được. Mày dắt một con về coi. Tao có yên nè con. Rồi, hai con, đi về đi con. Cưỡi cái đạo của mày vậy đó. Tao dắt con heo cực khổ, mày ngồi mày cưỡi con heo của tao. Mày cười mày. Đi cưỡi con heo rồi. Mày nặng như con heo á. Mày đòi mày leo người đó. Thấy nó đi chụp rì không? Đi chậm quá à. Con heo kia đi theo tao luôn rồi nè mày. À, ok, vô đây. Ê, đi đâu heo. Tới đây rồi. Đi vô. Đi vô. Rồi, ok. Những mấy nhà dân làng này, mấy chà có thấy con heo là mấy cháu chui chuồng làm gì vậy? Đi đây con. Thích làm nông dân chặn chuồng heo hả? Hai con với nhau. Ôi, sao giờ tới rồi nè. Lạc lõng quá. Giờ ra chú heo con rồi. Rồi, thế giới không bị tuyệt chủng loài heo rồi. Cố lại. Con này ăn chưa vậy? Ăn cà rốt không mấy đứa? Rồi, vậy là không tuyệt chủng loài heo rồi. Được rồi, nếu đã như thế này hả, anh sẽ nhân bản chú bằng cà rốt tiêm hóa chất. Cà rốt tiêm hóa chất là cà rốt gì mọi người? Bình thường á mọi người thấy cái cà rốt ha, nó chỉ như thế này hả, đúng không? Được rồi, hôm nay Quang sẽ cho mọi người biết cà rốt mà nó tiêm hóa chất nó vô như thế nào mọi người. Đợi chút, bây giờ mình vô mình chế tạo ra cái quả cà rốt tiêm hóa chất. Nó chạy theo mày quá trời luôn kìa. Đương nhiên nó chuẩn bị nghe ăn cà rốt tiêm hóa chất thì nó chẳng thế. Có người mình không ăn cà rốt tiêm hóa chất hoài mà. Ây da, mới chế tạo được cái cà rốt tiêm hóa chất xong. Mày quay lại nè nó. Gì? Mày thấy cái gì chưa? Mày cảm cái gì vậy? Trái cà
cà rốt dài nửa mét. Đấy, mày thấy trái cà rốt dài nửa mét chưa? Sao mày chế được trái cà đây rốt vậy? Đây là cà rốt tim quá chất. Ê, cà rốt ở đâu hả? Đây là trái cà rốt nhiều, gọi là nhiều vitamin. Ủa, trong cà rốt nhiều vitamin đúng không ta? Cà rốt hả? Nhiều vitamin, ai biết đâu. Cái này mình không biết, mọi người ăn cà rốt nhiều à. Nói chung là dễ để ý. Chắc là vậy. Heo ơi, ê, trái cà rốt này, con heo cũng ghiền luôn đó. Được rồi, để anh làm thêm một trái cà rốt tim quá chất cho tụi con nha. Đấy, lại thêm một trái cà rốt tim quá chất, nhưng mà không biết anh có ăn được không. Cà rốt tim quá chất này anh ăn vô, anh không biết anh có sống hay chết nữa. Bây giờ ăn thử rồi, đang đói nè. Ê, ta đi câu thôi. Trời ơi, cà rốt này ăn vô không có xi nhê một người. Ăn vô không có no bụng, đúng là cà rốt tim quá chất nguy hiểm quá, thôi không ăn nữa. Nó chỉ bị phù lên thôi. Thôi được rồi. Chú heo nào muốn ăn đầu tiên nào? Ủa sao mấy ông dân làng đâu muốn vậy mày? Trời ơi, thì cái khổ ghê, mấy ông dân làng không bu. Được rồi, mình sẽ cho mấy ông dân làng này biết thế nào là mùi lễ độ. Làm sao đấy? Mấy ông muốn làm con heo mày hiểu không? Được rồi, đứa nào ăn đầu tiên, gọn này đúng không? Gì vậy? Từ, để tao cửa ra ngoài luôn, đóng cửa lại. Đóng cửa lại nấp. Dân làng nó canh kẹt cửa rồi. Rồi, con này. Kẹt cửa rồi. Con này ra đây. Ủa? Để mình phải cho con heo này ăn mới được chứ. Ủa? Ê mày ơi, con heo tim quá chất, ăn xong kìa nó ơi. Trời ơi, người nghĩ sao vậy? Con heo tim quá chất. Ủa, con heo này bình thường hay là? Ủa kỳ vậy mọi người? Con heo ăn chết rồi đó, tim quá chất xong biến thành con chó. Mày biết con chó mà cái mình nó dài không? Ủa, con heo này con... Hình như nó dài hơn con heo bình thường mọi người ơi. Mày biết cái con chó mà cái mình nó dài sao không? Cái chân nó lùm sủng mà mình dài sao không? Hình như là con này là nó... Con heo ăn tim, ăn cà rốt quá chất ghê quá vậy. Thôi từ từ. Thì nó biến thành con heo tim quá chất luôn. Trời ơi, tao lại chế ra quả cà rốt dài hơn nữa rồi đó ơi. Ôi, mày cho nó ăn rồi sao? Từ từ biến cho nó ăn thôi, nó biến thành gì? Ở con này thì nó biến rồi, nó không biến nữa. Để từ từ chế cái cà rốt khác mọi người ạ. Bé heo cho chị cưỡi không hả heo? Cưỡi? Ý, tao cưỡi được con bé heo dài luôn rồi mày. Thì tao không cưỡi được mà, né ra coi. Bước xuống rồi, núp. Không, con này không được, mình phải lôi đầu con khác ra mọi người ạ. Đúng rồi, ra đây. Núp cho tao có yên, núp ơi, cho tao có yên. Ủa gì vậy? Cho tao có yên coi, dục có yên cho tao coi. Rồi luôn, mày làm gì mà bay luôn cái hàng rào núp. Tao mới có làm giải pháp không bay hàng rào luôn rồi, nè. Mày đâu rồi? Đây, sao luôn mày? Yên đâu? Nè. Thôi, tuần này là nó sống chuồng luôn rồi. Mấy ông dân làng nè, đứng ngã. Rồi, coi nè nha. Trời ơi, con heo nó dài hơn khúc nữa rồi. Ê, đưa tao cái gì? À, được rồi, tao lấy cái này tao lại nữa. Ê, nhìn này. Trời ơi, con heo nó đập, tao hiểu rồi, nãy tao đi con heo. Ôi, con heo này có thể hả mọi người? Phá nhà. Cánh cổng thần kỳ của Doraemon của núp nè. Ui, tiến lên, đàn heo. Trời ơi, ai ăn trồng hoa, mấy dân làng lượm hoa trồng hoa kìa. Ai biết con heo đi theo mày hết rồi kìa. Ôi, nhìn kìa. Đúng rồi, nó đi chỗ khác đi, mấy ông dân làng này ở hoài mệt quá. À, trời ơi, mọi người nhìn kìa. Ê, mày hình như mấy ông dân làng đẻ ra, mày đông quá vậy? Ừ, sao mấy dân làng đông thế nhờ? Có đẻ ra thêm hay sao? Ê, dắt bài heo qua đây quá anh. Trời ơi, tao chui xuống dưới này nó bơi. Mày làm gì mày bơi dưới vậy? Tao chui xuống đường hầm mày nè mày thấy không? Mày thấy đặc biệt, tao chui xuống con nè. Ông mày chui như bơi, đang bơi vậy? Tao chui mày ơi, tao đang chui dưới đó mày ơi. Sao chui được hay vậy? Mày phải cưỡi con heo mày chui mới được. Đó là con heo dài 8 thước rồi. Được rồi, về tao nghiên cứu để tao chế con heo dài hơn nghe nữa. Ê, chết. Được rồi, mình sẽ chế con heo dài hơn cái vậy đó mọi người á. Mình cho nó 2 cây nữa nào mọi người. Đi lên sân bên kia mày, ông dân làng này mệt quá. Rồi, ok, mấy dân làng đông như là quân biên vậy á.
cà rốt dài đúng không? Mình chế hai cây cà rốt dài thì sao nào? Ồ, nó dài thòng lọng luôn mọi người ạ. Nó dài, lần đầu tiên mình thấy trái cà rốt mà dài. Ơi mày ơi, giờ mình tiêu diệt con heo kia, lỡ nó có ra con cà rốt, ra thịt heo dài không đó. Mày đâu? Mày đâu rồi? Lên trên sân này nè. Trời ơi, mày dẫn lũ heo bự vậy? Mày đi đâu rồi? Đây nè. Cho tao có yên coi, cho tao có yên coi. Mấy ông dân làng dưới từ. Yên hả? Nè, xin quả mày. Mày là chùm đi bắt ngựa mày. Đây, cho con này, bây giờ mình sẽ cầm hai tay hai trái cà rốt khổng lồ mọi người ơi. Chúng mày nha, 3, 2, 1, let's go. Wow. Oh my god, nó dài, trời ơi, nó dài thòng lọng vậy. Nó quay lưng một cái, nó tán luôn cái nhà rồi. Oh my god, con heo này dài 800 cây. Mày cho con heo nó đi thùng gầu lên. Trời ơi, mọi người nhìn con heo kìa. Nó dài không thấy điểm cuối luôn. Trời mọi người ơi, con heo kìa. Ê, núp lên lên núp. Ê, con heo là cấp 2 được. Ủa, được không? Được, con heo tóc 2 được. Được. Con heo tóc 2 mọi người ơi. Rồi nhiều người đúng, ta bé heo lên, đúng bé heo. Oh my god, từ, bây giờ tao có kế hoạch đỉnh hơn nữa mày. Thế giới sắp tuyệt chủng rồi heo rồi. Thì cái tao bằng cái kiếm. Kiếm gì? Nè. Đâu, kiếm đâu? Đó, bên kia kìa, bên kia. Đánh gì? Mày đứng im rồi. Ê, mày giết nó mày. Rồi, mày giết nó mà tao đi đâu luôn rồi nè. Oh my god mọi người ơi. Miếng thịt heo khổng lồ. Đây là miếng thịt heo dài nhất mà mình từng thấy mọi người. Trời ơi, cái miếng thịt heo phải nồi. Trời ơi, cái miếng này có đi. Ê, cái miếng thịt heo này không biết có đi nướng được không đúng không? Vậy là tụi mình không sợ đói đâu mọi người. Mình thường ăn miếng thịt heo có một khúc mà bây giờ cái mày nồi mít tết dài một cây số luôn. Tao bỏ thịt heo nướng thử coi. Thì nướng mới được không đó. Thịt heo nướng. Ôi, nướng được luôn. Ôi, chỉ cà rốt nướng được không vậy? Ai cà rốt làm gì nướng? Cà rốt đang sống mày. Cà rốt đang sống vậy đâu còn cà rốt còn gì nướng. Trời ơi, miếng thịt heo nướng được mọi người. Thao nướng anh. Trời ơi. Nó nướng rồi, miếng thịt heo còn một gạch à. À từ, biết rồi. Mình có cách để ra miếng thịt heo chín dài rồi mọi người á. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ cho mọi người coi con heo ha. Miếng thịt heo được chín và miếng thịt heo dài nhất thế giới nè. Bạn chế tạo, chắc là hết gỗ rồi. À, đây. Con heo này nó phá nhà dữ quá mọi người ạ. Không lo là không có bạn chế tạo đâu. Đây. Một. Ok. Tiếp con heo còn nguyên bản. Đấy thôi. Let's go. Wow. Chạy xong luôn. Yeah, quá thành công rồi mọi người. Miếng thịt heo chín dài nhất thế giới. Oh my god. Ê, không biết cái miếng thịt heo này ăn nó được không đó. Từ từ, ăn nó có đầy phút nữa. Mình nhảy từ cho nó đói mọi người ạ. Trời ơi, con heo dài nhất thế giới mọi người ạ. Không tin được mà con heo này tóc 2 được chứ. Con heo này tóc 2 được chứ không phải là. Chứ không phải là con heo này heo cảnh đấy mọi người. Trời ơi, cái tủ cà rốt dài sọc luôn hả? Đâu còn nào bình thường. À đây. Ê mày cầm hai cái cà rốt đi vào móc cửa đây tao làm cho mày coi. Đâu, mày cầm coi. Uống ra mày. Ê sao tao không được. Trời ơi, cái cà rốt nó dài kìa mọi người. Coi cầm hai cái đi. Kìa, cầm y như là đi biểu diễn siết vậy. Thôi, mà những mình chưa đói, gọi đói rồi mọi người ăn coi được không này. Nhâm. Ui, ăn nó cục lên một chút nha mọi người. Ủa, ê, vậy là tụi mình không giờ đói rồi. Yeah. Vậy là một miếng thịt chính ăn được 2 lần luôn mọi người. Không biết ăn thêm phát nữa rồi. Nó có cục luôn thành một con. Ê, mình nhìn chưa đói mọi người, trời ơi. Vậy là không sợ đói luôn. Một con heo mà ăn được tới 3-4 lần luôn. Ê, tao quýnh mày cái cho mày đói. Ờ, tao quýnh đâu cái thôi. Hồi máu rồi. Trời ơi hả? Nè. Cái gì? Muốn chết luôn không? Nửa máu hả mày? Rồi được rồi. À trời ơi, đưa cái nó cái chém lửa, chém cháy khét người luôn. Chết cả người luôn. Oh no. Oh no. Đây rồi, một phát rồi, ăn phát nữa nè. Oh my god, đúng như thật mọi người. Ăn được 3 lần mọi người, mỗi lần ăn giảm được 1 tuần nha mọi người. Ê, vậy cây cà rốt thì ăn được 3 lần không ta? Không, cà rốt ăn được có lần à. Cà rốt, à, cà rốt này dùng là, đây là cà rốt đột biến mày. Giúp cho con heo dài thọng chứ đâu có
đâu để tao tao còn cho con heo này qua, mày cho con heo con này về thọng rồi đó. Cái heo con để tao cưỡi này đi chỗ khác đã. Mày cho con heo con cái về thọng đi. Đâu heo, mày heo con đâu? Ấy nó ngồi lộn chỗ. Thôi nè mày cho ăn đi. Nè. Hả? Mày cho nó ăn đi. Đây. Biết gì con heo con có về thọng được không? Cay nữa. Cay nãy tao ăn mất rồi. Trời ơi mày ăn luôn cái thằng rốt của tao, giờ còn cà rốt đâu mà chơi. Cà rốt hả? Mình nhớ hết cà rốt rồi. Đây là con cũ nè, ngon quá. Ngon lành luôn. Tèo 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 tèo. Cho heo con ăn nha. Con heo con dài luôn rồi. Oh my god. Con heo con nó dài mà nó không cưỡi được mọi người. Thôi tao mày cưỡi heo bụng đi. Trời ơi, đây tao lái heo cho. Ơi mà như tao có cờ câu. Đưa cờ câu đây. Ướt nó rồi. Oh no, tiếng lên, ta tiếng về đồng bằng. Oh. Con heo này cụt lũn đó mọi người à. Con heo này cụt, con heo cụt con heo 3 tầng rồi, con heo bên kia kìa mọi người, 3 lớp. Con heo con nó dài rồi mọi người, nhìn nó dài đòn lọ kìa, bắt cười ghê mọi người à. Ok mọi người, và nếu mọi người thấy video này thú vị á, mọi người đừng quên để lại một like cũng như một subscribe ủng hộ cho mình nha. Và video của mình tới đây là kết thúc rồi, bye bye, và hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.